Nét rồi các bạn. Ra nhìn thấy không? To. Bây giờ mình sẽ trồng quất. Đây các bạn, con này phải nằm cỡ chục ký các bạn, rất là hên. Mình ngồi 4 tiếng để rình nữa ấy. Đây, quay. Đây là mình quay hơi xa như này, này. Nhưng mà... Đây, hồ mình vừa bắn khá là rộng các bạn. Hồ này là hồ hoang, người ta không nuôi gì hết con này được. Ở trên này có một cái đập to nữa. Con này chắc theo nước đi xuống. Có đúng một con một thôi. Mình thấy từ lâu rồi, hôm nay mình bắn được.